Mến chào anh em đến với kênh Mai Vàng Kiên Giang ha. Đầu clip xin gửi lời chúc toàn thể anh em cô chú được thật nhiều sức khỏe và thành công trên mọi lĩnh vực. Tiếp tục video hôm nay thì kênh cũng đến Trần Khánh, huyện An Minh, tỉnh Kiên Giang, quay lại gặp lại chỗ chốt là chỗ về số phô mai này quá khứ này. Phô mai tứ quý không hả chú? Rồi chào chú. Rồi chào Sơn, chào bà con. Thì bữa nay mình có 13 cây tứ quý với hai phô mai vàng giao lưu cùng bà con ha. Dạ. Rồi cái địa chỉ mình ở là xã Trần Khánh, huyện An Minh, tỉnh Kiên Giang. Nhắc lại số điện thoại luôn chú ơi. Rồi số điện thoại là 0942653516 bà con ơi. Rồi số điện thoại của chú mình để trên góc trái màn hình nha anh em. Rồi. Cái số 1 luôn. Vô cây chi tiết cái số 1. Này tứ quý. Mini. Chiều cao 33. Quanh luôn. Quanh. Hai thân được 32. Rồi, với 32. Cái này nó liền bể nha bà con. Rồi cái thằng lớn nữa. Lớn nó được như 20-21 đi, 20 đi. Rồi xây luôn chú ơi. Đó, cây là để xuống nồm hả? Ừ. Có thằng tử này nó đeo khá có duyên nha bà con. Này giống con ôm mẹ. Ừ. Rồi giá luôn chú ơi. Còn cây này 900 luôn. 900. Bao ship toàn quốc luôn. Rồi đổi cây luôn. Để đế đẹp nha bà con. Cây này quá khứ đế. Cuộn cuộn dưới này ha. Rồi. Chú rồi tiếp theo là cây số 2 nha anh em. Cây số 2 chiều cao được là 36. 36. Dẫn phôi tứ quý luôn nha anh em. À, mày bỏ cành dưới nha. Xương cành này. Rồi hoành nó được 23 ha. 23. Nguyên cái cũ của nó là được 34 ha. 34. Đế sổ ha. Đế sổ nôm. Xương cành nè anh em. Này về đóng bò vô là lẻ lắm. Chị canh giáp hết dân, điều hết. Để thì gì đây? Để nó 4 năm cộng mà nó sổ thẳng xuống. Nên nó mới bày ra. Cũng này dòm. Dòm mặt cái mặt bên đây nè, mặt tiền bên đây nè. Dòm thấy hòm lắm nè. Rồi giá luôn chú ơi. Rồi cây này giá 1.1 luôn bà con ơi. Rồi đổi cây luôn. Rồi tiếp theo là cây mã số 3 nha anh em. À. Chiều cao. Chiều cao được 46. 46. Rồi đo cái thân tử này nó được 34. Đó, nó hai thân nha bà con, cây này cho hoành thân luôn chú ơi. Cho hoành thân luôn đi. Thân cây lớn rồi. Hoành thân. Rồi hoành nó được như 18 hả? 18. Rồi, đo hạ cái cũ nó ha. Cũ nó được 30. 30. À. Cây này khá có duyên. Cho chú khoanh này luôn nha chú. Khoanh. Khoanh đó cho anh em dễ hình dung. À, này rồi 51. À, này gian quái ha. Đế quái. Bà con nghiên cứu cái cây này nghe gì mình phá thế mình chơi nha. Này cũng tứ quý luôn nghe anh em. Tứ quý luôn. Chừng nào tới mai vàng thì báo mai vàng. À. Này là này nó liền ta. Không, cái đó nó ngậm như nó gời chứ nó không liền. Nó gời. Nhưng mà ở dưới rễ thì chưa khai thác xuống. Nhìn gì chụp. Đẹp ha. Quái cày quá. Rồi giá luôn chú ơi. Rồi giá nó 900 luôn bà con ơi. 900. Xếp toàn quốc luôn ha. Quốc luôn. Rồi đổi cây luôn. Quý nữa. Rồi cây số 4, cây tứ quý. Chiều cao nó 72. 72. Này dáng trực. Rồi hoành nó được 33. 33 ngay vị trí như vậy anh em. Ừ. Cũ nó 44. Đế. Cây này hơi yếu đế rồi con. Được có cái cái cục nó gù ra quá dữ ha. Này mai tứ quý chỗ bông tràng này anh em. Rụng bông luôn nè. Xương cạnh trên đóng. Có cái cũ này quá trời. Cũ này nhìn ngoài đã lắm. Cái này đừng kính bầu nó hay lắm. Đừng kính bầu nó 50. 50. Rồi. Giá nó 1.3 luôn rồi con ơi. 1.3 luôn. Rồi đổi cây luôn. Cây số 4. Rồi tiếp theo là phôi tứ quý số 5.
Rồi chiều cao nó được 25. 25. Cây này có củ giót luôn. Hoành đây là 19 nha bà con. 19. Đó cái củ nó nè. Củ nó được như 33. 33. Đó cái củ nó cây này giót ha. Vì đóng hai phanh nồi đế này chú. Này số nôm nhẹ. Nôm. Cũng có tầm khoảng tạc ngoài. 49 đi. 49. Gom nồi, nồi đế này gom. Để nồi. Cây này đẹp nha bà con, gọn đẹp, cây đáy bàn. Nhanh tay chốt lẹ nghe anh em. Rồi giá luôn chú ơi. Rồi giá 800 luôn. 800 luôn. Rồi tiếp theo là cây mã số 6 luôn anh em. Chiều cao được 41. 41. Rồi hoành thân nó được 25. 25 trừ hao luôn anh em. Này nó chạc chạc khó đo. Rồi trên dưới này chúng nó 32. 32. Nó cũ quá luôn. Đế sổ luôn. Đế mấy cọng đế này sắn sắn quái. Này thì dòng có duyên cây nha bà con. Tứ quý luôn. Này về đóng mấy bò vô là đẹp liền. Rồi. Rồi nguyên cái nồi đế nó được 62. 62. Này có cái, rồi, cái đùi nè. Đủ luôn. Rồi giá luôn. Giá nó 1,2 triệu luôn bà con ơi. Rồi đổi cây luôn. Rồi tiếp theo là cây mã số 7 nha anh em. Này, cây này quái thú vậy nè. Cây này cũng cây cụ có clip không rồi nè. Đây chiều cao 61. 61 chiều cao. Hoành thân được 38. Cứng 38. 37 đi, tính 37 đi. Tính 37 luôn ha. Đây. Rồi cái cũ nó được 50 ha bà con. Rồi cũ gì chính thức gì lên 50 nè anh em. Tổng cái nồi đế của nó. Đế này gom. Tổng nồi đế của nó được 85. 85. Nhìn cây này ở ngoài chà bá anh em. Cây này nó dòm nó găng guốc ghê lắm. Giống quái thú có đùi nữa nè. Cây này nó nổi nu nổi sần gì dòm nó cổ lão cái cây. Cây này thật sự là già thiệt. Già, yeah, bể nách chưa? Gần cuốc quá trời gần cuốc. Bể đế thì để số nộp nhẹ tầm khoảng tắt ngoài. Đế đều tứ diện chưa? À cũ đế nó gồm ha. Gồm. Này vô chậu này chậu mấy ta? Cái chậu 6 vừa. Này vô chậu 6. Đây cành anh em. Nhìn ngoài cây này nó gắn cuốc ghê lắm. Tay nó nhờ 19 nè, 18 19 nha. Cây này tay cành nó như cắt giật rồi các bạn. Chỗ này thì nó có hai cái mặt cắt mà do cành đã đóng dư mình cắt bỏ dư ha. À, chứ ngoài ra nó không có thẹo dít gì hết nha mọi con. Rồi giá luôn chú ơi. Rồi giá nó 5,7 triệu, cây số 7 nha bà con. Này ship tới đâu? Cây này mình ship toàn miền Nam. Rồi, đổi cây luôn. Vô rồi, tiếp theo là cây mã số 8 nha anh em. Này dáng trực có cành phóng. Rồi chiều cao nó được 1m35. 1m35. Đó cành bay luôn. Cành cành phóng nó được 60. 60. Dốc ngọn nó khoảng 10. Nhìn cây này gió cây ha, từ dưới bự lên nhỏ. Cái tay cành phóng nó được 23. Cành phóng 23 nghe anh em. Có thân đó, từ cái mặt cổ rễ lên cạnh số 1 là 25. Từ đây đến đây 25 ha. À. Rồi cho hoành thân luôn chú ơi. Này bự à. Chàm quàm chà bá nè. Rồi hoành thân nó tính như 57 đi bà con ơi. Rồi 57 ha. Để mình đo sát những cái sát cổ rễ ha. Sát cổ rễ nó được 62 nè. Chưa xích xuống như này chút máy tính. Xe cầu ghế nè. Xe cầu ghế đây thì nó 64. Đó, nó mặt thước nó gì nha bà con.
cây này dòm cái độ giót cây nó đều lắm, từ cái bể dưới này nó giót dài lên là anh như là nó không nó đều luôn này, nói chữ A quá dữ. Mặt này ngang đo thứ mặt ngang này dịch mai hồng quá, ngang này nó 34 34 nghìn em. Xét dưới này là nó 64 hoàng ngay cả đầu cổ ghế đền tay cạnh đóng. Tay cạnh trên bỏ điều chứ. Cành này lục quá lực. Trên dài xuống. Cây này bông nó 7-8 cánh ha, 9 cánh luôn. Bông đẹp. Chắc bự. Lá trà bá rồi. Hai tắc. Cây này về tay cành đầy đủ hết rồi. Để tàn cái độ khó khăn nó cũng vừa chơi. Độ gió nó cũng đẹp. Anh em. Này. Này cành phóng về lập tàn nha. Mấy này đuổi theo. Đánh hồi về nữa là ok luôn. Cây này whip. Rồi mà anh em coi bể đế luôn. Bể nó sổ thôi ha. Đế này cầm khoảng tầng mấy á, tầng mấy hai tắc. Tính mình đây. Mặt đây sổ đây được 26. 26 luôn anh em. Bể đế. Đây bự bự không? Sắn cuộn cuộn đâu trong này nè. Nhóc chân nè. Mặt bên đây nó hơi nhỏ mà đế bù lại nó nhiều. Nhiều ghế cộng chia ra luôn. Chia ra 3 nguyên cũ trong này, quá khứ cũ này. Đế này lực cầm tay ra sẵn rồi mà anh em cùng mình từ dưới xem dài lên ha. Đó. Bên kia có mấy cây mai tàn nữa kìa anh em. Này anh em nào thích thì giao lưu luôn không chú? Còn được chục cây. Còn khoảng chục cây ha. Anh em nào thích dòng mai tàn này thì liên hệ với chú Út luôn ha. Bể đế cũng đã lắm anh em. Sẵn thì gặp thấy review luôn. Chục cây tính đây trồng dảo Thủ Đức. Này dảo ha, lưu dảo Thủ Đức nghe anh em. Anh em nào thích thì alo cho chỗ chốt. Giá mềm không? Mềm. Giá cho anh em mình chơi ha. Cây 3 triệu 4 trở lại. Rồi, giá rất là mềm nha anh em. Rồi, còn cây này giá giao lưu luôn chú ơi. Rồi, cây này giao lưu bình 17 triệu ha, mình bao ship toàn miền Nam. Ship toàn miền Nam 17 triệu nha anh em. Còn anh em nào miền ngoài thì mình có thể mình thương lượng phí ship nha bà con. Tại vì cái bầu cái cây này. Bầu này bự. Này nó nặng cả 150 kg à. Rồi cái bầu nó được gần 90 rồi nè. 90. Rồi. 90 mà đế nó ra tới ngoài mí bầu hết trơn. 17 triệu ha, ship toàn miền Nam ha. Ship toàn miền Nam. Rồi, đổi cây luôn chú ơi. Vậy rồi, tiếp theo là cây mã số 9 nha anh em. Này tứ quý rồi. Tứ quý. Có cành bài đá quá đẹp. Chiều cao 89. 90 đi ha. Cành bài này đẹp lắm nghe anh em. Từ trong thân chủ nó ra được 43 tắc lượng luôn rồi con ơi. Cái... Tự nhiên nó có độ lắc luôn. Rồi, xây coi về đấy luôn chú. Quỳnh Hăng luôn. Rồi Quỳnh nó được 24 ha. 24 Quỳnh Hăng. Bể đế gì nè anh em. Đế thì đều hết mà có cái ghế nó hơi nhỏ bà con. Cũng cần con tay. Cây này nó cũng già cây quá mà sao ghế nó nhỏ quá. Cành ba này lắc lượng đẹp lắm nghe anh em. Nè. Lắc lượng gì đó. Rồi giá luôn chú ơi. Và giá nó 700 luôn. 700 ship toàn quốc luôn ha. Ship toàn quốc luôn, cây số 9.
cây số 9, vậy là cái cây cây bự này là số 8 nha anh em. Cây nè. Rồi, tiếp theo là cây mã số 10. Số 10. Phổi tử quý luôn. Rồi, chiều cao nó được 31. 31. Hoành nó được 27. 27 hoành. Cũ nó được 36. Rồi, xây lên chút. Đây, cành đóng nghe ha, năm cành ngũ phúc luôn ha. Này anh em chơi phong thủy là ok lắm nghe anh em. Chơi như bằng tay luôn. Ngũ phúc. Này để bàn là đúng phong thủy luôn á. Rồi con đế này nó nhỏ mà con đế lực chà bá. Bên đây thì nó cũng nó nhỏ hơn so bên đây thôi. Chứ mấy này cũng khá là ok nghe anh em. Bên sai cũng đẹp nha bà con, chuẩn luôn á. Tổng cái nồi đế nó 103. 103. Cái thấu thân nó được là 10. Cây đẹp. Rồi giá luôn chú ơi. Rồi giá cây số 10 này 1 triệu rưỡi nha bà con. 1 triệu rưỡi. Rồi đổi cây luôn. Rồi tiếp theo là cây mã số 11 nha anh em. Cũng tứ quý luôn bà con ơi. Tứ quý. Rồi chiều cao nó 29. Quận thân nó được 23. Thân 23. Cây này nó cây nào nó cũng có cũ quá nhỉ. Hào hào đi. Con số tham khảo. Nguyên củ đặt nó được 35. 35. Để con sổ luôn. Để quái. Để điều ha. Cái này là cái rễ nó như rễ của cây mít hay gì đó bà con. Cây con đỏ đỏ nè. Cây này quái. Có cái chỗ này nó bị lũa mà nó sành cứng nè ha. Này ha. À. Bên đây nghe, vị trí này. Ừ. Này hai bên nó ép lại nè, nó này nó lũa cũng lâu dữ. Rồi giá luôn chú ơi. Rồi giá nó 700 luôn bà con ơi. Rồi đổi cây luôn. Rồi tiếp theo là cây mã số 12 nha anh em. Phổi tử quý luôn. Rồi chiều cao mình đo tới mặt bầu là nó được 23. 23. Quần thân nó đo tại đây là nó 27 nha bà con. 27 nha anh em. Lùng lực luôn ha. Có cũ luôn. Cũ này chà bá luôn nè. Cái cũ này nó được 40 đi, 41 đi. Rồi, 41. Đế nè anh em. Này để cũng chơi luôn. Để bàn ha, mini để bàn. Ừ. Cái này mình chơi dáng gì nó đẹp hơn ha. Nó chỗ chú Út demo vậy đó anh em. Rồi, giá luôn. Giá cây 12 là 1 triệu 3 nha bà con. Rồi đổi cây luôn. Rồi tiếp theo là cây mã số 14 nha anh em. Này tứ quý nè. Quý. Nhìn sơ sơ giống mai vàng. Chiều cao 103. 103. Hoành hơi bé. Hoành được 21. 21. Rồi xây coi tay cành. Đóng trên lự chưa. Cây này tâm cao nha bà con. Trên mình chơi tông cao để cũng quái quái ngoằn ngoèo gì tùm lum hết trơn. Để quái. Ừ. Muốn dắt đâu dắt à. Mặt sổ luôn. Sổ nôm nhẹ luôn. Ừ. Giá luôn. Rồi giá nó 700 luôn. 700. Rồi đổi cây luôn. Tứ quý rồi. Rồi coi. Cây số 15 tứ quý nữa nghe anh em. Chiều cao nó được 112. 112. Một cốt hai thăng. Rồi hoành nó được 27 đi. 27. Này chạc. Chỗ gửi nó được 31. 31 chạc đó, khó đo. Hai thăng rồi. Này. Cũ được chả bá anh em. Cũ đẹp. Cái này cũ đẹp. Vòng vòng thước vô đo thử đi chú. Ừ. Vòng thước đo cũ này, bỏ cầm này ra đây. Cũ này là nó đặt luôn nè. Cũ này cũ đặt cứng ngắt luôn nè. Cũ đặt luôn nè. Rồi, cái củ đế đạt nó là được 45 đi. 45. Đó. Tại cái gì chỉ thước gì luôn nè anh em. Cứng ngắt hết trơn nè. Nở cái củ. Từ mặt cổ rễ lên cái cạnh số 1 của nó là được 1
11. 11 đoạn này. Rồi, hai thằng, cái này hai thằng chơi cũng có duyên nha bà con. Quý. Để cũng sổ. Có con ghế này treo về mình sửa lại, cạo xuống từ từ. Cạo xuống ha. Ừ. Rồi giá luôn chú ơi. Rồi cái này nó giá nó 1,2 triệu bà con ơi, cây số 15. 1,2 triệu. Rồi đổi cây luôn. Rồi tiếp theo là cây mã số 16 anh em. Rồi chiều cao nó được 1m35. Này tứ quý nữa. Tứ quý. Ta cành đóng đều chưa nè. Rồi hoành thân nó được 38 tính 37 đi. 37 ha. Tay cành thì có cũng đều hết. Tay cành anh em. Đây. Rồi vòng vòng. Quá khứ đóng này. Tứ diện chưa? Tứ quý mà đóng tay cành gì là anh em về ghép vô ha. Này cành lực lắm nha anh em, chà bá nè. Đây con mặt ấy ha, cái nhánh cứng đó, hồi đó tét. Nó bị tét mà nó giờ nó mục rồi. Ý nó cứng hết nè. Cứng. Mình phát vô tới đó nó cứng nha. Rồi mà anh em coi bể đế luôn. Đế tứ quý thì anh em biết rồi. Cuộn cũ đây nè. Này đế này không biết sao ta. Nó nằm nghe lời chứ. Đế này giống gọi như là đế sợ mì á. Đế này cũng như hoa văn vẽ. Giờ không có đường nét nào, nó nằm cho nó gõ hết. Giống hoa văn thiệt. Cuộn. Để chia ra nè. Nguyên cái bể này nó đặc dữ lắm nha bà con. Mặt này nó nở cái củ ra xích như này cũng khoảng 40-50 á. Thằng thì tứ quý anh em biết rồi, già lắm. Rồi giá luôn chú ơi. Rồi cây số 16 này giá nó 3,5 triệu bà con ơi. Cây này cũng bao ship toàn miền Nam. Ship 200 km đấy ha. Kính bầu nữa. Kính bầu. Đừng kính bầu nó được 60. Kính bầu 60 nha anh em. Rồi còn nướng chú. Rồi cây này cây cuối cùng của clip ngày hôm nay nha bà con. Cũng cảm ơn bà con đã theo dõi clip. Rồi mong bà con nhiệt tình ủng hộ mình bà con ơi. Rồi, rồi chào bà con ha. Yeah. Rồi kênh Mai Vàng Kiên Giang đến đây cũng xin được kết thúc video ha. Chúc toàn thể anh em của chúng mình xem video vui. Nhớ bấm cho em xin một like, một đăng ký kênh để ủng hộ cho kênh ha. Cũng như giao lưu thành công cho chú. Rồi mình chào anh em của chúng mình ha.